Genus One sẽ rất khó. Albo, something else kết thúc bởi chiếc VBL. Và tiếp tục là mạng dành cho mình đến Squad Hình Thường Gaming khi mà Vinamilk cũng là dừng chơi rồi. Một quả đét trả ra đến từ đét khá thích này. Tiếp tục quả đét thứ hai, nó rất ngon. Nó double, double luôn khi mà vị trí N2 vừa được cứu xong. Tiếp tục lại là đất. Và bây giờ chúng ta xem nào, Squad Hình Thường Gaming họ nằm đến đâu. Chúng là hai người. Nó quyết định là bỏ đi và quay lại bật nhau đến từ một đét còn chính xác rồi. Quả đét trả ra đến từ một đét khá thì này. Tiếp tục quả đét thứ hai, nó rất đông, nó đất bồ đông bao luôn khi mà vị trí N2 vừa được cứu xong. Tiếp tục lại là đông. Và bây giờ chúng ta cùng xem nào, Văn Hùng Thiên Minh họ đang bị đông đến chỗ đó là hai người. Và quyết định là bỏ đi và quay lại một cái bật nhau đến từ một đét và chính xác rồi. Những viên đạn SKS ghim thẳng vào hốc mắt đối phương, đó là 5 kill, 6 kill dành cho Văn Hùng Thiên Minh.